Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại trên tay một sản phẩm rất mới của Realme, đó chính là con Realme 6 Pro mới được giới thiệu vào hồi tháng 3 năm 2020. Các bạn có thể thấy ở phía sau nó có họa tiết hình tia sét rất giống một cái nhân vật trong phim, đó chính là nhân vật siêu anh hùng Shazam. Máy thì có màu đỏ nhìn rất là đẹp nha. Bây giờ sẽ là một số các cái tổng quan về thiết kế của máy. Phía trước thì là một cái màn hình này và có một cái hình viên thuốc đặt hai camera kép. Phía sau thì chúng ta sẽ có cụm 4 camera rất là đẹp mắt. Ở trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ có một mic để hỗ trợ gọi video call. Cạnh trái là nơi đặt phím tăng giảm âm lượng cũng như là khay sim. Cạnh phải của máy thì chúng ta sẽ có phím nguồn kiêm cảm biến vân tay. Ở cạnh dưới chúng ta sẽ có cổng sạc micro jack 3.5 và loa ngoài. Máy thì sử dụng tấm nền IPS LCD có kích thước là 6,6 inch, độ phân giải là 1080x2400, tức là Full HD Plus với tỷ lệ là 20:9 và chiếm 84,7% ở mặt trước. Máy thì sử dụng tấm kính Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 5 với độ sáng tối đa là 480 nit, và một trong những điều mình ấn tượng ở sản phẩm này đó chính là máy có độ làm tươi lên đến 90 Hz, tức là một giây thì nó có thể làm mới cái hình ảnh lên đến 90 lần và nó sẽ làm cho cái việc mà mình thao tác cảm ứng rồi vuốt chạm rồi chơi game nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Dù máy có mức giá khoảng gần 8 triệu đồng, tuy nhiên thì toàn bộ khung vỏ của máy lại được làm bằng nhựa nha. Và mình thấy cái phần tiếp giáp giữa cái màn hình và cái khung vỏ này thì nó không được thoải mái và mượt mà cho lắm. Tuy nhiên thì mặt lưng đằng sau thì nó lại cong 2.5D, nó sẽ giúp cho cái việc cầm nắm rất là dễ dàng. Mặc dù máy có trọng lượng khá là nặng lên đến 202g. Cụm camera đằng sau các bạn có thể thấy là nó nhô lên so với mặt lưng khá nhiều. Vì thế trong quá trình sử dụng thì các bạn nên dùng ốp lưng để tránh chảy xước cụm camera sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh. Về tổng quan thiết kế thì mình đánh giá nó chưa xứng tầm trong tầm giá. Tại các bạn có thể thấy ở các cái cổng kết nối này thì nó nhìn hơi tròn tròn, nó nhìn hơi khựa khựa, nó không có được sắc sảo. Và thậm chí là độ hoàn thiện thì theo mình đánh giá là nó còn thua cả con Redmi Note 9S mà mình từng review cách đây vài ngày. Đây là hộp bên ngoài của sản phẩm, vẫn là một phong cách của Realme. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem bên trong có những gì. Ở cái hộp nhỏ nhỏ phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái ốp lưng nhựa silicon và màu đục, và nó sẽ làm hơi nhô lên ở phần camera để có thể bảo vệ cái viền camera tốt hơn. Cũng như trong này thì sẽ có một số sách hướng dẫn sử dụng và an toàn của thiết bị. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cục sạc VOOC 4.0 có nguồn ra tối đa là 30W. Và theo như nhà sản xuất công bố thì nó có thể sạc đầy viên pin 4300mAh của Realme 6 Pro trong vòng chỉ 57 phút mà thôi. Một con số rất là ấn tượng. Và đây là cái cáp sạc Type-C đi theo máy. Tất nhiên nếu mà các bạn muốn có hiệu quả sạc nhanh VOOC 4.0 thì các bạn sẽ phải sử dụng đúng cái cáp sạc này, nếu cáp sạc khác thì nó sẽ không hiệu quả. Trước thì chúng ta sẽ có bộ đôi camera selfie là 16MP góc rộng và 8MP góc siêu rộng, có khả năng quay phim ở 1080p và 30 hình trên giây. Phía sau chúng ta sẽ có bộ 4 camera 64MP góc rộng, 12MP ống tele, 8MP góc siêu rộng và 2MP để chụp macro, và nó có thể quay 4K ở 30 hình trên giây cũng như là Full HD ở tối đa là 120 hình trên giây và kèm chống rung điện tử. Bây giờ thì mình sẽ thử mở giao diện camera cho các bạn xem. Về giao diện camera thì nó không có nhiều thay đổi so với các sản phẩm của Oppo hay là của Realme trước đây, vẫn là một giao diện camera vô cùng trực quan, rất là dễ sử dụng, và các bạn hoàn toàn có thể thao tác thay đổi tỷ lệ khung hình này, rồi chỉnh độ phân giải của video, rồi mở HDR, tắt HDR và thêm các bộ lọc màu cực kỳ dễ dàng bằng cái ứng dụng camera mặc định trên máy. Ngoài ra thì các bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các ống kính từ tele này, rồi ultra wide này, rồi ống wide và ống macro một cách cực kỳ dễ dàng và đơn giản ở trên cái giao diện camera này. Mình xin nói thêm một chút xíu phiên bản Realme 6 Pro mình đang có ở đây là phiên bản mắc cấu hình với 8GB và 128GB bộ nhớ trong, và giá bán chính hãng của nó đâu đó khoảng 7.990.000 đồng nha anh em. Ngoài ra thì một tính năng mà nhà sản xuất cũng công bố đó là máy có thể giải nén âm thanh 24bit và 192kHz, tức là máy có thể nghe được các định dạng âm thanh lossless. Cái này thì mình không có tai nghe nên là mình chưa thể kiểm chứng được.
Tuy nhiên về cái cảm nhận ban đầu thì cái màn hình 90Hz thật sự đem lại cho mình những cái sự thích thú khi mà mình thao tác vuốt chạm nó rất là sướng. Và màu sắc của màn hình trên con Realme 6 Pro này thì nó cũng khá là trung tính, không có quá rực rỡ. Màn hình thì rất đẹp, hiển thị cực kỳ tốt, đặc biệt là ở dưới trời nắng. Các bạn có thể thấy thì các cái viền xung quanh của nó thì ba cạnh trái phải và trên nó khá mỏng, tuy nhiên thì cạnh dưới nó lại hơi dày. Đây là cái đặc điểm có trên các dòng sản phẩm mà sử dụng cái tấm nền IPS LCD nha. Máy thì cũng sở hữu một phần cứng khá mạnh và nó tương đương với con Redmi Note 9S, đó chính là con chip Snapdragon 720G đi kèm với con GPU là Adreno 618. Và đặc biệt là máy sử dụng chip nhớ là UFS 2.1 cho cái tốc độ đọc và ghi dữ liệu nó cực kỳ nhanh và ấn tượng. Máy thì được cài sẵn Android 10 trên nền Realme UI 1.0. Và như các bạn có thể thấy ở đây là một số các cái thông tin cơ bản của thiết bị. Khoảng nửa năm trở lại đây thì các thiết bị của Realme đã sử dụng một cái giao diện riêng của nó là Realme UI. Còn trước đây thì nó đều sử dụng chung ColorOS với cả Oppo. Con chip Snapdragon 720G cũng chính là con chip được Redmi Note 9S sử dụng. Về hiệu năng thì mình đánh giá nó cũng rất cao, rất là tốt ở trong cái tầm giá này. Và nó chỉ thua kém con Helio G90T ở cái khoản chơi game mà thôi. Tuy nhiên thì về độ ổn định lâu dài cũng như tính năng về các cái đồ họa này hay là về các cái xử lý GPU thì chắc chắn là mình nghĩ Snapdragon với Adreno thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Nó sẽ có thể cho phép mình sử dụng lâu dài hơn so với các dòng chip đến từ Đài Loan, đến từ MediaTek. Có một điểm mình không thích lắm ở trên con Realme 6 Pro này, đó chính là việc mà nó đặt cảm biến vân tay ở bên phía kiếm nguồn cạnh phải của máy. Tại vì nó sẽ làm hạn chế cái việc mà mình mở máy hơn, mình sẽ sử dụng được ít ngón tay hơn. Và đặc biệt là đối với những cái người mà họ không có thuận tay phải thì sẽ rất là khó khăn trong việc cài vân tay. Vậy thì anh em đánh giá sao về sản phẩm này, và anh em có sẵn sàng bỏ ra gần 8 triệu đồng để sở hữu nó hay không? Hay là với số tiền đó thì anh em sẽ mua một con Redmi Note 9S với giá rẻ hơn rất là nhiều? Thì anh em vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com. Và nếu như thấy video hữu ích thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.